Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn dòng máy đo khí có model là BX616. Đây là một trong những dòng máy đo khí rất phổ biến trên thị trường. Bởi cấu tạo của nó là rất đơn giản, bền và tính năng sử dụng dễ dàng. Nó có thể được cho là một dòng máy đo khí là không có gì để mà hỏng hóc. Chiếc máy đo khí này có thể phát hiện được 4 loại khí, đó là khí cháy nổ theo phần trăm nao RL, khí oxy, khí độc CO và khí độc H2S. Thì khi mà mua máy thì các bạn có thể là tùy chọn được cấu hình sensor đo hai khí hoặc là đo ba khí thì tùy cấu hình. Nhưng mà khi mà chọn đo một khí hoặc hai khí thì nó hơi lãng phí, bởi vì riêng cái phần body máy này nó lại ảnh hưởng đến phần lớn giá rồi. Còn khi bằng cấu hình mà có thể tháo bớt sensor ra thì có thể giảm giá mà không giảm được nhiều. Về cái ứng dụng sử dụng của cái dòng máy đo khí này thì ứng dụng rất là đa dạng trong các ngành công nghiệp khác nhau, bởi vì máy thì đạt được cái tiêu chuẩn phòng nổ cấp bảo vệ IP65 nên là nó ứng dụng rộng trong các ngành như là ngành công nghiệp than, sử dụng trên tàu biển, sử dụng trong ngành công nghiệp sơn, các nhà máy hóa chất. Các phụ kiện kèm theo máy tiêu chuẩn thì bao gồm như là thành phần chính thì gồm có máy đo, dây nguồn sạc và kết nối máy tính, chiếc sạc đi kèm, cái nắp gọi là cable cap, tức là cái nắp chụp để khi bạn thực hiện công việc hiệu chuẩn thì bạn chụp vào những cái đầu cảm biến như này. Đấy, một cái kẹp này dùng để kẹp vào dây đai lưng, nếu mà bạn không kẹp bằng chiếc kẹp này có thể nắp thêm vào. Một cái bộ gồm khoảng tầm 10 cái miếng nọc, một cái đĩa phần mềm hướng dẫn sử dụng và cái bản kiểm tra máy. Thì về cách sử dụng máy rất đơn giản, máy chỉ có bao gồm một nút duy nhất. Về mặt trước máy thì chúng ta có thể thấy một cái màn hình cũng tương đối nhỏ, nhưng mà do màn hình này chỉ hiển thị 4 cái thành phần khí đo được và cái dung lượng pin nên là cũng không vấn đề gì cả. Cái máy này có thể đo khí theo phương pháp là khuếch tán, nó không dùng gom hút nên cảm biến sẽ thể hiện trực tiếp trên mặt máy này. Một chiếc còi và một nút ấn nguồn duy nhất, và các chức năng như là hiệu chuẩn cài đặt thì đều dùng một nút này cả. Máy thì có 3 chiếc đèn báo động. Ba chiếc đèn này có thể sáng và có thể nhìn cái việc báo động của nó hầu như là từ mọi hướng. Máy cầm trên tay có cảm giác rất là chắc, gọn. Có thể do là nó không được tích hợp bơm hút bên trong nên là máy cầm rất là gọn. Vỏ của máy được trang bị bằng cái cao su chống va đập. Thì khi cầm vỏ máy cảm giác rất chắc chắn và nó tránh cái việc trơn trượt. Đằng sau máy thì có một cái kẹp để đeo dây lưng, một cái nhãn mác của máy, và cổng sạc của máy dùng theo cái cổng sạc tiêu chuẩn mini USB. Thì chiếc cổng sạc này còn có chức năng nữa là kết nối máy tính để tải dữ liệu qua ra hoặc cài đặt các công việc hiệu chuẩn cần thiết. Khi mà bật máy thì chúng ta ấn và nhả nút nguồn đến khi màn hình hiển thị thì máy sẽ bắt đầu đi vào cái chương trình tự khởi động. Cái máy sẽ tự kiểm tra máy. Thì sau khi vào phần mềm thì máy sẽ tiến hành cái công việc kiểm tra các thành phần về báo động, như là kiểm tra đèn, kiểm tra rung, kiểm tra chức năng rung và kiểm tra chức năng còi. Tổng cái quá trình khởi động này có thể kéo dài đến khoảng tầm nửa phút. Bắt đầu là self test buzzer, self test vibrator và máy bắt đầu là auto zero. Các bạn chú ý là trong cái quá trình mà auto zero, tức là máy sẽ đưa các cảm biến về mức 0 đối với cảm biến oxy, cảm biến khí độc và cảm biến khí độc H2S. Nhưng mà trong cái thời gian mà auto zero này thì các bạn nên chú ý là đưa cái máy ở cái khu vực là không khí sạch, vì khi mà không cái không khí mà cái môi trường nó có cái nồng độ khí không chuẩn mà máy lại đưa tất cả cái tiêu chuẩn về cảm biến này về cái mức độ zero, thì khi mà đo ở những cái điểm khác thì nó sẽ không được các nồng độ đo được không được chuẩn.
Trong quá trình sử dụng máy ấy, thì cái đèn nền của màn hình khi dùng một thời gian nó sẽ tự tắt đi để chế độ tiết kiệm pin. Khi đó thì các bạn có thể là bấm nút nguồn này một cái để hiển thị cái đèn nền kia. Tắt máy bằng cách giữ và ấn nút nguồn đến khi mà máy tắt hẳn. Thì các bạn chú ý là sử dụng máy, chúng ta sử dụng máy trong cái điều kiện là pin đầy. Nếu mà pin hết thì chúng ta nên sạc đầy trước khi sử dụng, bởi vì quá trình sử dụng có thể là chúng ta đang ở trong cái khu vực nguy hiểm mà hết pin thì rất là mất an toàn. Cái thứ hai là khi mà pin yếu thì cái sensor đo nó sẽ hay bị lỗi và đo không chính xác. Cái thứ tư là khi bạn sạc thì chú ý là chúng ta sạc nó ở cái môi trường an toàn. Tuy là máy đã cấp phòng nổ nhưng mà cái vấn đề sạc thì chúng cái sạc này không có cấp phòng nổ, các bạn phải sạc nó trong cái khu vực